ta đã được nghe âm thanh từ cây đàn guitar Full Qua Mỹ, một trong những sản phẩm thuộc phân khúc guitar cao cấp tại cửa hàng guitar Isaac, một trong những cửa hàng chuyên về đàn guitar Việt Nam. Mặt trước, mặt cạnh và mặt lưng của cây đàn đều là gỗ qua Mỹ, vì vậy cửa hàng có giới thiệu đó là gỗ Full Qua Mỹ. Một điểm khá ấn tượng đó là cái gỗ làm mặt tốt đây, mặt nạ cần ở kia và cầu ngựa ở đây. Ta phải xem cả cần đàn phía sau một chút nữa, đều là gỗ lát gốt cùng một loại gỗ. Như vậy là cả cây đàn này chỉ có hai loại gỗ thôi, rất đặc biệt đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta sẽ chưa tính các cái nan quạt bên phía trong. Dây đàn đang được lắp trên đây là dây Acer size 12. Khóa đàn là khóa đờ rung vàng, một trong thương hiệu khóa cao cấp. Có thể một vài khách hàng cảm nhận cái phần chống sức hơi vô duyên một chút đó, nhưng mà vì là để trong quá trình mà test đàn thì không ảnh hưởng đến cái phần mặt đàn, vì vậy thì mình có dán vào đó một chút nữa mình sẽ bóc ra thôi, sẽ không để lại một cái gì cả khi mà dán và bóc ngay. Phần các cạnh ba veo đúng không ạ, tương đối chỉnh chu. Có thể một vài khách hàng tinh mắt đã nhìn thấy ở phía trong của thùng đàn cái hệ thống nan là nan chữ X. Cái nan này sẽ giúp cho cái đàn, cái phần gỗ nó không bị xé gỗ, thì nó sẽ giúp cho đàn bền hơn cùng với thời gian và thời tiết. Tuy nhiên có một điểm hạn chế, nó cũng sẽ chưa được hay so với những cái dòng nan thẳng kiểu khác, chỉ là chưa được hay bằng thôi. Thực tế âm thanh chúng ta cảm nhận được đúng không ạ? Hiệu ứng nào giúp cho cái phần dây đàn nó chậm lại, ta sẽ cảm thấy độ rung của dây đàn rất là tuyệt vời. Cần ở trên và lại đang bị thiếu mất cái nắp đậy, và trong một cái phần nữa là cái phần khuyết, phần uốn cong của phần khuyết này có một chút chưa được đẹp mắt. Một chút nữa thì ở phần cuối video mình sẽ quay lại chi tiết hơn. Xung quanh của cây đàn nhé, về mặt trước mặt sau Lộc sẽ hỗ trợ để cho các em có thể xem được đây đúng không ạ? Ta xem đây, nó đều là qua Mỹ. Vâng, những cái đường chỉ rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, có thể dùng một cái từ là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, những cái phần mình có nói về cái phần chưa được đẹp đấy, tất nhiên nó là từ trước khi gia công gỗ và đã được xử lý từ lúc còn bị là gỗ thô rồi và không có một bất kỳ cái gì ở đây cả. Đó, nhưng dù sao thì nó cũng để lại một cái chưa được đẹp mặt lắm đúng không ạ? Thì đây là một cái điểm trừ với sản phẩm này, vì đây là những bộ gỗ rất đắt tiền nên là khi làm thì khi mà có cái xảy ra điều đó thì nghệ nhân sẽ khắc phục thôi, cũng sẽ không thể bỏ đi được. Đây, chúng ta sẽ xem từ bên trong. Đó, bên trong phần gọi là cái guốc của đàn đúng không ạ, rất là tuyệt vời. Vâng,
Và khách hàng, khi khách hàng quan tâm những sản phẩm phân khúc cao cấp thế này hoặc là những dòng gỗ khác nhưng cũng thuộc cái phân khúc này, thì cửa hàng có dòng gỗ GD Code cũng là một cái phân khúc rất là tuyệt vời. Và khách hàng muốn đặt riêng một cái sản phẩm theo yêu cầu của mình có thể liên hệ qua cửa hàng theo số điện thoại là 087 888 4488, 087 888 4488, hoặc 097 135 3332, 097 135 3332. Địa chỉ cửa hàng tại số 2 ngõ 165 Cầu Giấy, ngay cạnh bưu điện Cầu Giấy, và xưởng đàn thì ở trong Bình Chánh, Sài Gòn. Và tất nhiên cửa hàng có nhận cả gia công ở những phân khúc thấp hơn nữa và cao hơn cũng có, chỉ từ giá từ khoảng 4 triệu thôi là khách hàng có thể đặt cho mình một cái đàn theo yêu cầu rồi. Vâng. Cái đàn hay quá đúng không ạ? Không muốn rời ra. Xin chào tất cả quý khách hàng.